Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Đức Giêsu giảng dạy, có những người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó. Họ đến từ các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem. Quyền năng Chúa ở với người để người chữa bệnh. Bỗng có mấy người kiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường. Họ tìm cách đem vào đặt trước mặt người. Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra. Cả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giêsu. Thấy họ có lòng tin như vậy, người bảo: Này anh, tội anh được tha cho anh rồi. Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu suy nghĩ: Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có thể tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Nhưng Đức Giêsu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên người lên tiếng bảo họ rằng: Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy? Trong hai điều, một là bảo tội anh được tha cho anh rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này, con người có quyền tha tội. Đức Giêsu nói với người bại liệt: Tôi bảo anh, đứng dậy vác giường mà đi về nhà. Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái giường anh đã nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa, lòng đầy sợ hãi họ bảo nhau: Hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý sơ, quý thầy, quý cô, các bạn chị em, cùng với bạn chị em đang tham dự thánh lễ trực tuyến Thánh Thần Mến. Thì chúng ta trước khi chia sẻ với nhau câu chuyện tin mừng hôm nay, chúng ta trở lại câu chuyện tin mừng của ngày hôm qua, Chủ nhật thứ hai mùa vọng. Và Chủ nhật thứ hai mùa vọng cho chúng ta hình ảnh của một vị ngôn sứ, vị tiền hô của Chúa, Thánh Gioan Tẩy Giả, trong một đời sống khắc khổ để chuẩn bị cho ngày Ngài loan báo cho mọi người hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Thánh Gioan Tẩy Giả đã sống điều đó, và Ngài cũng rất mạnh mẽ, nghiêm nghị trong lời rao giảng để thức tỉnh mọi người tỏ lòng sám hối, chịu phép rửa bởi nước để ăn năn, dọn tâm hồn đón Đấng Messia, Thiên Chúa ngự đến với nhân loại. Kính thưa cộng đoàn cùng bồ, còn hôm nay chúng ta thấy câu chuyện tin mừng cho chúng ta, mọi người cũng vây quanh Chúa Giêsu để lắng nghe người, cũng như đã vây quanh Thánh Gioan Tẩy Giả để lắng nghe lời rao giảng của Thánh Nhân. Chúng ta thấy trong câu chuyện tin mừng hôm nay, có người bại liệt là trung tâm của câu chuyện. Và chúng ta biết người bại liệt, những người bệnh ở thời Do Thái là cái dấu chỉ của những người tội lỗi. Người ta cho rằng những người bệnh, bệnh càng nặng là tội lỗi càng nhiều. Bệnh nhẹ thì coi như là tội nhẹ, còn bệnh nặng như vậy, bất toại, nằm trên giường có lẽ là bệnh rất nặng. Thế thì tội cũng nặng. Thế thì ai mới có quyền để tha tội và nhất là giải thoát người bại liệt khỏi tội lỗi cũng như là khỏi bệnh?
Chúng ta thấy câu chuyện tin mừng hôm nay rất là trong bối cảnh mà tất cả chúng ta đang quy tụ nơi đất thánh của giáo xứ để cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng ta, nhất là bên phần mộ của những người thân yêu, để chúng ta cũng bày tỏ chạy đến trước nhan Chúa như là những người các linh hồn, những người thân yêu của chúng ta, tựa như là người bệnh đang cần đến Chúa cứu chữa. Giống như người bài liệt ngày hôm nay, họ cũng có một đám người rất đông, có lẽ là những người thân thuộc đã cố gắng, đã bày tỏ tình thương yêu để đem người bệnh bằng đủ mọi cách đến với Chúa Giê-xu, để tỏ lòng xin Chúa thương đến người bệnh và nhất là xin Chúa thi ân giáng phúc cho người bệnh. Qua cách bày tỏ như vậy, chúng ta cũng có thể nói rằng những người thân yêu của người bệnh cũng đang bày tỏ một tâm tình thống hối trước mặt Chúa. Họ chắc chắn cũng cảm thấy mặc cảm vì người thân yêu của họ đang trong tình trạng trước mặt người đời coi như là người tội lỗi. Nhưng đối với họ, để xua đi những mặc cảm ấy, nhất là để cầu nguyện chạy đến với Chúa, xin Chúa đón nhận người thân yêu của họ và chữa lành cho người thân yêu của họ. Thế thì mỗi người chúng ta trong cái tâm tình của mùa vòng này, nhất là bên phần mộ của những người thân yêu, chúng ta cũng bày tỏ một tâm tình thống hối chân thành trước mặt Chúa, để Chúa đón nhận tấm lòng của chúng ta, và nhất là xin Chúa thi ân giáng phúc cho các linh hồn, để các ngài cũng sớm được về hưởng tôn nhan Chúa. Kính thưa cộng đoàn cùng vụ, Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 ngài chia sẻ với chúng ta rằng có hai cửa ngõ để mỗi người chúng ta về thiên đàng. Cửa ngõ thứ nhất chính là một tâm hồn trong sạch, và cửa thứ hai đó là sự thống hối. Một tâm hồn trong sạch ở cửa thứ nhất có lẽ là điều rất là khó đối với mỗi người chúng ta, bởi vì ngài cho rằng mỗi người chúng ta là thân phận mỏng giòn yếu đuối, chúng ta dễ sa ngã phạm tội, và có lẽ là cửa ngõ thứ hai phù hợp thích hợp cho mỗi người chúng ta. Và chính Chúa Giê-xu ngài đã đi qua cửa ngõ ấy, theo cách ngài đã chịu khổ nạn và phục sinh, chính bởi thánh giá của Chúa đã chữa lành nhân loại khỏi tội lỗi, và Chúa mời gọi mỗi người chúng ta bước theo con đường của Chúa bằng cách tỏ lòng thống hối. Chúng ta cũng vậy, mỗi người chúng ta cũng giống như đoàn người đưa người bệnh đến để cũng bày tỏ trước hết từ thẳm sâu, đó là một tâm hồn thống hối, và qua đó bày tỏ niềm tin tưởng, và Chúa đón nhận sự chân thành ấy và chữa lành cho bệnh nhân. Chắc chắn Chúa cũng đón nhận sự chân thành của mỗi người chúng ta và thi ân giáng phúc cho các linh hồn sớm được hưởng vinh phúc bên Chúa. Lạy Chúa Giê-xu xin gửi đến tâm hồn chúng con và chữa lành cho chúng con.